Và tiếp theo về cách điều trị, đó là trong trường hợp mà chất lượng nước bị suy giảm thì lúc này chúng ta cần phải rửa sạch cái hệ thống lọc và thay nước để mà tăng cường sự trao đổi chất. Đặc biệt khi mà chúng ta nuôi cá trong nhà, lúc mà chúng ta thay hơn 50% nước á, thì cái hôm trước, cái hôm thay nước á, thì các bạn không được cho cá ăn, để mà trong cái giai đoạn đó để mà điều chỉnh ruột cho cá. Và sau khi thay nước khoảng từ 70-80% thì các bạn hãy tiến hành ngâm muối ở cái nồng độ là 0,5%. Về cái nồng độ cơ thể của cá vàng nó thay đổi tùy theo thời gian, tùy theo cá thể. Tuy nhiên á, cái việc điều chỉnh nồng độ muối từ 0,5 đến 0,7 là ok, là được. Sau khi mà ngừng cho cá ăn từ 3-5 ngày mà không có sự thay đổi gì á, mình cảm thấy là cá nó không có một cái tiến triển gì cả, thì lúc này thì chúng ta sẽ ngưng sử dụng các loại thức ăn đang ăn và xem lại cái thành phần tạo nên thức ăn là gì. Hoặc là lúc này các bạn có thể tự làm thức ăn cho cá, như là tự làm cái dạng thức ăn bằng cacao. Về thức ăn bằng cacao á, thì mình đã có một cái video clip để chia sẻ với các bạn rồi, thì các bạn xem ở phía bên tay phải ở góc trên nha, mình có kèm link để cho các bạn click vào. Hoặc là các bạn có thể cho cá ăn các loại thức ăn có thuốc trợ tiêu hóa, thì như vậy nó sẽ thúc đẩy cho các bạn tiêu hóa của cá được tốt hơn. Và một điều nữa các bạn không thể nào quên được, đó là cần phải xem lại, nhìn lại cái môi trường chăn nuôi của bạn, cái môi trường nuôi cá của bạn, xem là trong cái môi trường nuôi cá nó có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ hay không. Ví dụ như là bạn sử dụng máy điều hòa chẳng hạn, thì mà các bạn sử dụng máy điều hòa bạn sẽ bật tắt thì cái điều này nó sẽ dẫn đến là cái nhiệt độ trong phòng nó bị có biến động và sẽ xu hướng làm tổn hao cái sức lực của cá. Về cơ bản thì khi mà nuôi cá thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng sưởi cho cá. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi cá trong một môi trường lúc nào cũng sử dụng sưởi thì sẽ làm giảm cái khả năng miễn dịch của cá. Bởi vì khi mà trước khi bắt đầu nuôi cá thì các bạn không nên sử dụng sưởi, mà nên bắt đầu tạo một cái môi trường sống tốt, thích nghi, thoải mái cho cá. Đó là yếu tố tốt nhất cho cá.